Rồi, hôm nay hướng dẫn mấy em đi vào đề số 3, kiểm tra giữa học kỳ 1 toán năm 2023 2024 môn hóa lớp 11 thời gian 45 phút của trường Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng. Rồi đề này có hai phần trắc nghiệm là gồm 28 câu. Rồi và tự luận là gồm 4 câu. Rồi ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Rồi, câu 1, phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch? Phản ứng này là phản ứng thuận thôi, không có nghịch. Đây là phản ứng thuận nghịch nè. Phản ứng này vẫn thuận thôi, phản ứng này vẫn thuận thôi. Như vậy phản ứng thuận nghịch là gì? Là phản ứng mà tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Hiểu không? Tôi sẽ chọn đáp án là B. Rồi câu câu 2. Một căn bằng hóa học đạt được khi, đó là căn bằng hóa học là khi phản ứng thuận tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Vậy ta chọn đáp án gì? Đáp án B. Đấy. Tiếp theo câu số 3, chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? NaOH này đây, chất điện ly mạnh. Rồi HF đây, chất điện ly yếu. C2H5OH là chất không điện ly. Còn C2H3COH là giảm ăn. Cái này là rượu á. Cái này là chất điện ly yếu. Chúng ta chọn đáp án nào? Chọn A. Đúng không? Rồi. Câu A, câu 4. Vì sao dung dịch các muối axit bazơ vẫn được luyện? Vì các muối do các muối axit bazơ, đúng không, có khả năng phân ly ra ion trong dịch. Đó là lý thuyết. Chọn D. Dễ ha. Rồi. Đó. Câu số 6. Câu số 5. Đối với phản ứng sau, cân bằng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tăng nhiệt độ, các điều kiện khác giữ không đổi? Thì khi tăng nhiệt độ, đúng không? Khi tăng nhiệt độ thì mình học lý thuyết rồi, đúng không? Để, cái phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt này. Vì phản ứng có delta H là âm. Vì phản ứng có delta H âm nên là phản ứng tỏa nhiệt. Đó, tức là hiểu không? Tức là chiều thuận là cái chiều chiều tỏa nhiệt, đúng không? Tức là chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Tức là chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Đó, thì khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ, mà chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, đúng không? Cho nên để nó giảm theo nhiệt độ thì nó phải dịch chuyển theo chiều nghịch. Nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Đó, vậy ta chọn là đáp án B. Cái là nó chống lại cái điều mà mình làm thay đổi đó, hiểu không? Mình tăng nhiệt độ thì nó dịch chuyển ngược lại giảm. Rồi, nó đi vào câu số 6.
Hệ phản ứng sao ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng, mình lấy cái sao này nè, nồng độ chỉ dùng cho chất khí thôi nha, này gas, ga, ga là chất khí hết. Có cái mũ 2 đây đúng không, đó là nồng độ, là mũ 2 chia tích hàng này, có bao nhiêu chất thì để tích, còn có một thì không, lấy cái hệ số nó là cái mũ. Vậy ta có là hằng số cân bằng của trên là, mình nhớ lúc đó ha, đó, hằng số cân bằng trên là thì KC này nó bằng nồng độ mũ 2 nè, chia cho nồng độ kia mũ 1 khỏi ghi. Chọn C. Nó dễ đúng không? Rồi, ta đi vào câu số 7. Cho phản ứng là 2 cộng H2 bằng 3 nè, 2 là H3, phản ứng tỏa nhiệt đến H âm. Những yếu tố nào làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận? Đó là khi mình cái số 1 này, đúng không? Tăng cái nồng độ này lên thì nó sẽ chuyển hàng vào với nhau, nhưng tăng này lên nó sẽ làm dịch chuyển theo cái chiều làm giảm nồng độ này, đó là chiều chiều thuận đó. Một á là dịch chuyển theo chiều thuận. Rồi, số 2 khi tăng nhiệt độ thì cái phản ứng này vẫn tỏa nhiệt, tức là chiều thuận là chiều tỏa nhiệt, mà khi tăng nhiệt độ lên thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo cái chiều làm giảm nhiệt độ đúng không, là tức là chiều nghịch đó. Hai là chiều nghịch. Rồi, số 3 đó là giảm nồng độ, giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ thì cái kia nếu mà khi mình tăng nhiệt độ thì chiều nghịch, thì giảm nhiệt độ chắc chắn phải là chiều thuận. Đó là nếu mà giải thích là sao, khi khi tăng giảm nhiệt độ cân bằng khi di chuyển thì vừa tăng nhiệt độ tức là chiều phản ứng tỏa nhiệt là chiều thuận đó. Rồi, số 4 giảm áp suất, thì cân bằng sẽ di chuyển theo chiều làm tăng áp suất, tăng áp suất tức là làm tăng số mol khí, tăng số mol khí là từ 2 nè chuyển sang 4 là chiều nghịch. Năm, giảm nồng độ là H3 thì cân bằng sẽ di chuyển theo chiều làm tăng nồng độ H3, mà để tăng nồng độ H3 thì đây nó phải chuyển qua bên này là chiều thuận. Sáu, thì thêm khí argon vào bình, khí argon này là khí hiếm, là nó có đóng vai trò là chất xúc tác thôi, cho nên không làm chuyển dịch cân bằng, hiểu không? Tức là khi này không làm chuyển dịch cân bằng. Vì sao biết không? Vì khí argon là khí hiếm, là chất xúc tác, nên đóng vai trò là chất xúc tác, chỉ có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch nha, không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng và không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Khí argon. Vậy mình sẽ chọn đáp án nào? Đáp án là thuận nè. 1, 3, 3, 5. 1, 3, 5 đúng không? Thêm khí argon là đúng rồi. Thêm khí argon cân bằng sẽ không. Rồi, ok, chọn đáp án D. Không không bài 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 thầy bài 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 câu 6 là sai, câu 6 là biết sao sai không? Khi thêm khí argon vào, khí argon phải là chất xúc tác, bởi vì nó không phải đóng vai trò chất xúc tác nha. Thêm khí argon, này khí khí trơ, nó không phản ứng, nó cũng không phải đóng vai trò chất xúc tác luôn, cho nên khi thêm khí argon này vào thì nó làm tăng cái nồng độ nó nha, nó làm là pha với không, nó làm áp suất sẽ thêm sao tăng lên, cho nên áp suất tăng thì nè, nãy áp suất giảm là cân bằng dịch chuyển theo nghịch đúng không, thế là mình hiểu không, dịch chuyển theo chiều thuận này, chiều thuận nha, cái này bài này quá hay mà, vì khí argon không đóng vai trò nha, không đóng vai, ví dụ thêm sắt vô thì được ha, sắt rồi Fe rồi mấy đó thì được, còn cái này không phải nha, vì khí argon không đóng vai trò là chất xúc tác, nên
khi thêm khi vì khí argon là khí trơn nên không đóng vai trò là chất xúc tác. Do đó cân bằng do đó nha, sẽ khi mình thổi vô thêm thì nó sẽ làm tăng cái gì, cái áp suất, nếu mình thổi vô thêm thì sẽ tăng áp suất của bình, nên nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm áp suất. Chiều giảm sức tức là chiều làm tăng số mol khí, hay gọi là chiều thuận. Bài này hay nha, con này rất là lạ luôn, cho kiểu này mới chết nè, chỉ cho nó D mới đúng các bạn. Chừng gì nào nó thêm sắt vô đó, ví dụ nó Me vô thì được, chất rắn đó. Còn cái này nó G7 nha, 7. Câu 8. Theo thuyết trong test thì axit là gì? Axit là chất cho rồ tông H cộng hoặc nhận hoặc nhận OH trừ, nhưng mà không, nó cho rồ tông H cộng. Còn bazơ là chất nhường, chất nhận chứ, nhận rồ tông H cộng. Nhưng mà có những phản ứng đó, mình thấy nó chỉ nó không cho mà nó nhận OH trừ cũng được luôn, được chưa? Rồi ta sẽ chọn đáp án là C. Ta đi vào câu số 9. Cho các chất và ion sao, có bao nhiêu chất và ion lưỡng tính? Chất lưỡng tính là như thế nào? Lưỡng tính là cái chất gì? Chất lưỡng tính là chất vừa tác dụng được với axit và bazơ nhưng không thay đổi số oxy hóa. Còn nếu mà thay đổi số oxy hóa là không phải. Được chưa? Rồi, vậy các chất lưỡng tính là như nước này. Còn cái này tác dụng được với axit bazơ luôn. Đó, tại vì nước có vai trò vừa đóng vai trò axit vừa đóng vai trò bazơ, mình học trong lý thuyết thì biết rồi đó. Hiểu không? Nếu nó đóng vai trò axit thì tác dụng bazơ, nếu đóng bazơ tác dụng axit. Còn cái này là axit thôi, nó chỉ đóng vai trò axit thôi, không được. Hiểu không? Tức là cụ thể là gì nè? Nước. Hiểu không? Chỉ đóng vai trò vừa đóng vai trò axit. Và không làm thay đổi số hóa nha. Rồi. Còn H2O4 trừ ấy, chỉ đóng vai trò axit thôi. Còn AlOH3 lần vừa đóng vai trò axit vừa đóng vai trò bazơ. Rồi, NH4 hay là số 3 vừa đóng vai trò axit vừa đóng vai trò bazơ. Đúng không? Tức là ví dụ đây nè. Đó, nước tác dụng với gì vừa đóng vai trò là axit vừa đóng vai trò là bazơ. Ví dụ mình cho nó tác dụng với NaH. Ví dụ nó nhường H cộng đi ha, nó đóng vai trò là OH trừ. Ví dụ nó tác dụng như Al3 cộng đi. Đúng không? Cho là Al OH. Nó lấy OH 2 cộng. H cộng với AlOH 2 cộng, đúng không? Nó nhường OH trừ, còn lại H cộng. Đó. Thì này, lúc này đúng không? Tức là nó nhường OH trừ, hay gọi là nó nhận H cộng á, là nó đóng vai trò là gì? Nếu mà nó nhường H cộng thì đóng vai trò axit, đúng không? Mình mới nhường OH trừ á, thì nó đóng vai trò là bazơ. Trong trường hợp này thì nước đóng vai trò là bazơ này.
Còn ví dụ nước đóng vai trò là axit. Ví dụ H2S đi. Hiểu ha? Đó, nó cho là S2 trừ đi, S2 trừ đi. Nó cho là gì? HS. HS trừ. Cộng với nó nhường cho thằng kia là H cộng, một H cộng còn là OH trừ. Thì đây là nước đóng vai trò là gì? Axit thì nó nhường H cộng cho thằng kia. Đúng không? Còn ví dụ H24 này chỉ đóng vai trò là axit thôi, chứ không đóng vai trò là base. Ví dụ nó tác dụng với OH trừ. Nó nhường H cộng cho thằng đó thôi. À, chứ nó nhường H cộng cho thằng đó. Thì nó ra là SO4 2 trừ. SO4 2 trừ. Cộng với nước. H2O. À, thì này nước H24 trừ chỉ đóng vai trò là axit. Không. Còn nếu mình ta cho nó tác dụng H cộng là không xảy ra nhé. Còn ví dụ AlHb 3 lần. Đúng không? Cộng với OH trừ, hay là ghi cụ thể kia cũng được, ghi gì cho nó dễ nhìn. ALOH NaAlOH 4 lần. Na vậy này là NaOH 4 lần trừ, thì lúc này là ALOH 3 lần đóng vai trò là gì? 3 lần nha, tức là nó nhận OH trừ, hay gọi là nó nhường H cộng. Nếu nó nhận OH trừ là mình hiểu giống như là nó nhường H cộng, hiểu không? Hay cái khác này là mình gọi là mình cộng với nước đi. Ví dụ. Đó à, thì nó sẽ ALOH 4 lần trừ cộng H cộng. Đó, tức là nó là sao? Nó nhận OH trừ hay là nó nhường H H cộng, mình hiểu gì đi. Hoặc là mình lấy đây, hoặc là đó, nhận OH trừ hay là nhường H cộng y chang. Hiểu không? Tức là nước nè, nó nhường OH trừ cho này. Hiểu không? Hay là này nó nhận H cộng á. Yeah, vậy nên lúc này ALOH nó đóng vai trò là gì? Bây giờ đúng không? Đóng vai trò là bây giờ. ALOH 3 lần cộng với HCl là cộng H cộng. ALOH 2 lần trừ cộng với nước này. Đúng không? Thì nó đóng vai trò là axit. Đúng không? À, này nó đóng vai trò là bazơ chứ trên này mới đóng vai trò axit. Vậy nói lại này nè. ALOH đóng vai trò là bazơ phải tác dụng với NaOH đi, NaAlO, NaAlOH 4 lần cộng với OH trừ. Gì mới đúng bạn ơi? Rồi vậy là à, đóng vai trò là axit mới đúng. Rồi, chưa? Còn này là tác dụng với HCl cho dễ nhìn nè. AlCl3, ghi cái kiểu này khó ghi, ghi gì cho dễ nhìn nè. À, cộng với nước. Đấy. Ba. Thì thằng này nè, HCl đúng không? À, nó nhường cho thằng này H cộng. Ờ, vậy HCl đóng vai trò axit, còn này đóng vai trò là bazơ. Chung là nó hơi lạ lạ, mình nhìn thấy nó cái kiểu là mình không quen. Còn ví dụ A là nữa, nó kêu mình viết phản ứng minh họa, mình biết viết cái giống vậy đó ha. À, ví dụ anh là A2CO3 này. Vừa tác dụng với axit nè, ví dụ tác dụng với HCl này. Đó, cho nên là H4CL. À, nó tác dụng với axit thì chứng tỏ nó phải là bazơ. Đúng không? Đấy. Hai là. Rồi. 8, 10. Đó. Thì lúc này là 4 3 lần nó đóng vai trò là bazơ.
Bởi vì sao bây giờ H sẽ là nó nhường H cộng cho thằng này nè để tạo ra CO2 nữa. Đóng. Bây giờ với NaOH này cho ra NH4, cho ra Na2CO3, NH4OH tức là NH3 cộng với nước 2 2 đúng không? Thì ở đây NH4 hay là nó mới tạo là axit. Vì sao axit? Đó, đúng không? Bởi vì nè NH4 nè nó nhận OH trừ ha. Đúng không? Nó nhường, tức là nhường H cộng, nhận OH trừ là mình hiểu là nhường. Mặc dù thuyết rong test nó nói như vậy nhưng mà trong trong đầu em phải hiểu vậy. Nó chỉ nói H cộng không, nó OH trừ, phải hiểu vậy. Nhường H cộng tức là nhận OH trừ, nói vậy cho nó dễ hiểu. Hiểu ha. Rồi có mấy chất đây? Có bốn chất đúng không? 1 2 3 4, chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 10. Nói chung là nhiều thứ để nói đó. Mà khi mà bạn làm thật nhiều đề á, bạn phải có kinh nghiệm thì bạn mới biết được hết tất cả. Chứ còn nói vậy nói để mà biết được hết trong một ngắn hạn là rất khó. Rồi phương trình điện ly này dưới đây là viết đúng. Cái con A là sai đó. Sửa lại nè. Là một chiều. À, đây là hợp chất điện ly mạnh. Một chiều. Cái câu B là đúng. Đây là chất điện ly yếu. Câu C là sai. Vì HS là axit yếu cho nên nó là hai chiều. Câu D cũng là sai luôn. À, đó là bây giờ cho nên nó tan, nó chất điện ly mạnh. À, vậy mình sẽ chọn đáp án là B. Đúng không? Ta đi vào câu số 11. Chất nào sau đây là axit? HCl là gì? HCl là axit, đúng không? Rồi, NaCl là muối. Rồi, LiOH là bây giờ. LiH và cao H là bây giờ. Là các bây giờ. Rồi, sẽ chọn axit, đó chính là A. Quá dễ, cái này dễ quá, đúng không? Rồi, tiếp theo. Chọn vị thức đúng thì tích OH trừ với H cộng là bằng 10 mũ trừ 14. Tức là đáp án C. Chọn C. Rồi, sẽ đi vào câu số 13. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? HCl là axit, làm hồng đỏ, làm quỳ tím hay đỏ. Rồi Na2O4 là muối, muối này là muối muối gì tạo bởi kim loại mạnh và axit mạnh thì nó sẽ làm quỳ tím không đổi màu. Rồi tiếp theo Na2O4 cũng là muối, muối trung tính luôn, làm quỳ tím không đổi màu. NaOH là bây giờ mạnh cho nên là vị tuyến hóa xanh. Rồi chọn D. Đúng ha. Rồi ta đi vào câu số 14. Rồi câu số 14 như thế này. Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ chính xác, biết rằng nồng độ trong khoảng gần 0,1 mol trên lít bằng dung dịch HCl 0,1 m với bộ chỉ thị phenol phthalein. Rồi. Chuẩn độ dung dịch này bằng dung dịch này, tức là cái dung dịch xanh xanh này nè. Do mình đưa vô đó là axit HCl.
Còn cái dung dịch dưới này nè, đó chính là bazơ nào hết, và có pha vô phenol phthalein để làm chi, để khi nếu mà mình dục axit này vô, đúng không, đó nó hóa hồng đúng không, mình dục đến một mức độ nào đó nó hết thì nó không còn hóa hồng nữa, thì cái đó là gọi là chuyển độ nha. Đấy, được chưa, tức là bây giờ nó bỏ phenol nó đang hóa hồng, nếu mình dục vô nó hết hóa hồng, tức khi nào nó vừa hết hóa hồng là hết hết bây giờ là gọi là chuyển độ, là mình coi được coi cái này nó sụt xuống bao nhiêu, là tức là cái dung dịch này nồng độ bao nhiêu á, tỷ lệ mol là 1:1 hiểu gì ha. Còn cái này khoảng gần này thì nó lấy chuẩn độ cái này để cho nó gần bằng cái tỷ lệ 1:1. Rồi tên các dụng cụ thí nghiệm trong phương pháp chuyển độ axit 1, 2, 3, 4. Rồi cái một này là gì, thấy cái này không, hình này cái này nè, như cái này để nó gắn, nó cầm mấy cái này cho nó cứng lại đúng không, thì cái một người ta gọi là bộ đỡ, bộ giá đỡ bu bu buris đúng không, bộ giá đỡ buris. Còn cái hai này nè, đó thì người ta gọi là buris, buris. Cái bộ này đỡ buris nè, đỡ nó nè, cầm nó đứng nè, cái bộ này nè ha, nhờ cái cây này nè nó đỡ được cái buris này nè. Đúng không? Cái này là cái ống này là gọi là buris. Đó. Đó, cái hai này gọi là buris trong lý thuyết mình có đó. Rồi, cái ba là cái chỗ này là cái khóa buris nha. Khóa lại tức là sao, giống như mình truyền nước biển vậy đó. Đúng không, nó có cái khóa, cái van giống như cái vòi nước vậy nha. Cái van của cái vòi nước, cái này cái van của cái buris thì gọi là khóa buris, còn kia gọi là khóa nước đúng không. Rồi bốn bốn thì cái này chỉ vô cái bình chứ phải chỉ vô nước nha. Nếu mà chỉ vô nước là dung dịch nào HFN pha phenol phthalein, còn nó chỉ vô đây vô nước là dung dịch HCl, còn này nó chỉ ngay cái bình thì nên là bình tam giác. À, yeah, bình tam giác. À, đó là câu B. Nói chung là đề này hay á, đề thì chọn mấy đề cho mấy em làm cố gắng rồi. Ô số 15, để xác định nồng độ của dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 m chỉ trị phenol phthalein. Vậy chất được gọi là dung dịch chuẩn là chất nào, chất chất được gọi là dung dịch chuẩn là chất NaOH nha. Để xác định là nồng độ của một dịch này, xác định thằng đó thì cái dung dịch mà để mình làm là gọi là dung dịch đó gọi là dung dịch chuẩn đó. Đó, cái chất mà mình để mình đi nhận biết nó, ta gọi dung dịch nhận biết gọi là chất dung dịch, được gọi là chuẩn hay là gọi là cái dung dịch nhận biết thì gọi là dung dịch nào hết. Chuẩn là chuẩn độ. Được chưa? À, rồi gì? Nè nó nói nè, tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH, chỉ dung dịch chuẩn tức là NaOH. Rồi thì mình sẽ chọn đáp án C. Ta đi vào câu số 16. Phân tử nitrogen có cấu tạo biết là liên kết 3 đúng không? Đó. Này lớp 10 vẽ ra công thức cấu tạo nó được luôn, viết công thức electron được hết rồi, còn này quá dễ. Rồi. Số 17. Trong phản ứng hóa hợp với oxygen, nitrogen đóng vai trò là như thế nào? Phản ứng hóa hợp giữa nitrogen và oxygen. Thì mình biết là phản ứng nitrogen cộng với oxygen, đúng không? Đấy. Cho ra NO hoặc là N2O. Thì mình biết rồi, cái này nó luôn luôn tăng thôi. Không, đúng không? Này lên cộng 2, không này lên cộng 4. Vậy nitrogen nó sẽ đóng vai trò là chất khử. Vì số oxy hóa của nitrogen tăng từ 0 lên cộng 2 hoặc là cộng 4 nên đóng vai trò là chất gì? Chất khử. Chọn đáp án gì? Chọn C.
Cụ thể là N2O đi, thường nó dùng N2O tăng lên cộng 4. À, hiện tượng sấm sét nha, 3.000 độ C. Cái này tôi làm biết, cái này chắc xúc tác. Xúc tác đó là các cái gì? Ion kim loại trong không khí. Con số 18. Trong y học, vì sao nitrogen lỏng được dùng để bảo quản thực vật? Thì giải thích nè. Vì sao? Do đi nha. Do cho nó giống nó. Đó là do nitrogen hóa lỏng ở nhiệt độ thấp. Rồi. Nói chung mấy kia là đáp án nhiều. Rồi, vậy mình sẽ chọn đáp án là D. Rồi, số 19. Phản ứng nào sau đây xảy ra khi trên bầu trời có sấm chớp? Sấm sét làm biết ha. Cái phản ứng mà N tác dụng O2 nè, cho ra NO. Ở trên đây mình lấy phản ứng này cũng được luôn. Em lấy phản ứng này luôn đi. À, lên cộng 2 thôi. Rồi, đó, vậy đây, này ha. Rồi, đáp án E. Được chưa? Câu số 20. Khí nào sau đây tan trong nước thu được dung dịch có khả năng làm phenol và toluene chuyển sang màu hồng? À, nó phải là bazơ, đúng không? Thì cái khí nitrogen đó. A là sai. Vì khí nitrogen không tan trong nước. Không tan. B là đúng rồi. Được chưa? Vì đúng, vì sao? Vì đây nè, khí anh muốn nhắc tan trong nước, nó tạo ra cái OH trừ, tức là đóng vai trò bây giờ đó, vậy nó nhận nước thì đóng vai trò axit, bởi vì nước nó nhường H cộng. Còn nó tạo ra OH trừ này. OH trừ nè, cái anion này nè, là cái chất mà làm vì làm gì, làm phenol và toluene chuyển sang màu màu hồng. Không phải là chất mà là ion, nó chắc cũng đúng, tại vì nó kết hợp lại nhưng mà nó trong đó là dạng ion. Sulfur dioxide C sai, vì SO2 nó tan trong nước đúng không, nó cũng là hai chiều thôi, đây là ít tan trong nước thôi. Đó, tức là cụ thể là nó sẽ là tạo ra H2SO3 đúng không, H2SO3, cho nên nó sẽ tạo ra H cộng, H cộng SO3 trừ, tức là nó nhìn nó nhường OH trừ, cho nên nó đóng vai trò là axit. Tức là cái SO2 đóng vai trò axit. Cho nên nó làm vì tím gì hóa SO2 khi tan trong nước, không 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 làm đổi màu, không làm đổi màu phenol và toluene, không làm đổi màu phenol và toluene. Rồi câu D, hydrogen peroxide. Câu D sai luôn, vì sao? Vì hydrogen peroxide này, khi tan trong nước nó phân ly cho ra H cộng, cộng với C là trừ. Thì HCl là nó nhường H đúng không, nó phân ra H cộng rồi, đóng vai trò axit đúng không. Khi đây nước nó tạo ra môi trường axit thì không phải là đóng vai trò. Cái này nói đóng vai trò thì cũng đúng, tại vì thật ra nó cũng không đóng, nó cũng không phải là tác dụng như nào hết, nó chỉ phân ra. Mình giải thích là SO2 nha, khi tan nước tác dụng với nước thì nó đóng vai trò là axit đúng không? Đấy, không, khi tan trong nước SO2 khi tan trong nước. Tức là gì nè? Vì khi câu A là nói lại nha, khí nitrogen không tan trong nước, còn câu B đó là khi ammoniac tan trong nước
kia nè, ba tan trong nước tạo ra anion OH trừ, làm phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Rồi câu C sai, vì sao? Vì khi SO2 tan trong nước tạo ra cái H cộng, tạo ra a cation H cộng, làm phenol phthalein không đổi màu. Rồi câu D, vì khi HCl tan trong nước tạo ra cation H cộng cũng không làm đổi màu phenol phthalein. Cái này là giải thích theo gì mới đúng? À, vì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Ra mấy này đâu ai giải thích đâu, tại thầy giải thích trên không ai giải thích, ta chủ yếu là ghi đáp án. Rồi mưa axit là thảm họa thiên nhiên toàn cầu ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật. Mưa axit có hiện tượng là pH, nếu mình dùng bé 7 là sai nha, hôm trước mình học rồi nha, bé 5,6 sách giáo khoa mình sẽ chọn đáp án là A, hiểu nha, chứ không phải là bé 7 đâu. Rồi, tôi sẽ đi vào câu số 22. Để xử lý NH3 lẫn trong khí thải, người ta dẫn khí thải đi qua một bể lọc chứa hóa chất nào sau đây? Tức là NH3 đóng vai trò là bezơ, thì nó sẽ không phản ứng với bezơ này, bezơ. Bằng này là lưỡng tính thì nó rất là yếu, cho nên nó cũng không thể nào giữ là được nhiều hết, chủ yếu là hàng phải giữ nhiều, tức là hàng này nè, HCl để xử lý đúng không, để xử lý là ba lọc qua bể lọc chứa hóa chất là dung dịch HCl ở phương trình hóa học đây là OH NH3 cộng HCl cho nên là 4 sinh là. Rồi thì chúng ta sẽ chọn là án B. Rồi đi vào câu 23. Cho phản ứng ở sau 430 độ C, H2 thể khí cộng B2 khí cho ra HI thể khí, 5 độ lúc cân bằng. Nó cho lúc cân bằng, hằng số cân bằng, dễ quá. Mình dùng công thức hằng số cân bằng. KC lấy nồng độ lúc sau, HI có mũ có số 2 mũ 2. H2 không có số 2, không có mũ 2. I2 cũng vậy, điều thể khí thì được. Lúc cân bằng 0,786 bình phương. Cái 0,107 cái kia cũng 0,107. Rồi bấm máy ra. 0,786 bình phương chia 0,107 bình phương. Rồi nó ra là 53,96. Rồi thì ta sẽ chọn đáp án C. Rồi đi vào câu 24. Dung dịch HCl có giá trị pH là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ biết nồng độ H cộng, kê được nồng độ luôn. Ta gọi là phương trình điện ly. HCl cho ra H cộng cộng với Cl trừ, thì ở đây là 0,001 m, khi mình kê qua đây 0,001 m này, mình cho nó giãn giãn này, cho nó giống giống này, dài xíu. Thì chúng ta có cái nồng độ H cộng đúng không? Rồi 0,001 m gì ta tính pH thì bằng trừ logarit cơ số 10 nồng độ H cộng. Công thức trong sách giáo khoa. Trừ logarit 0,001. Bấm máy tính ra. Mình bấm nè. Trừ đưa số 10 vô đây nè ha.
Tại vì máy tính nó không có cái phím đó, đúng không? Rồi nó sẽ ra là 3. Rồi mình sẽ chọn là đáp án là D. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 25. Cho bốn dung dịch có cùng nồng độ. À, giải giải nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ dẫn điện của các dung dịch. Cái độ dẫn điện nó tỷ độ dẫn điện đâu, độ dẫn điện nó tỷ lệ thuận với gì, với cái độ điện ly. À, độ điện ly tức là nó tỷ lệ thuận với cái độ điện ly. Mà độ điện ly là mình hiểu là gì, tức là cái độ điện ly á, nó chính là mình hiểu tượng trưng giống như là cái số mà ion âm và cộng với ion dương càng nhiều à, thì độ điện ly càng mạnh. Nói gì cho nó dễ hiểu. Các cái phản ứng, cái phương trình điện ly, phương trình điện ly thì KCL, đúng không? Nó điện ly ra K cộng, CL trừ, thì cái chất này là chất là chất điện ly mạnh, đúng không? À, mình hiểu là có cái độ điện ly, độ điện điện ly mình xem như giống như là bậc hai đi, đúng không? Bởi vì nó có một ion âm, một ion dương, hiểu gì nha chứ. Rồi C2H5OH à, đúng không? Chất này là không điện ly. Rồi CH3COH, chất này chất điện ly yếu. CH3COOO trừ hết rồi, tức là chất điện ly yếu, là có cái độ điện ly cực nhỏ, cực nhỏ đúng không, tức là mình hiểu là nó bé hơn rất nhiều so với một, bé hơn rất nhiều so với một. Ví dụ gì đây, bậc một ha, thí dụ gì có điện ly giống như là hai đi, có điện ly giống như là hai thì cho nó dễ ha. Nói chung là mấy cái đó người ta không có nói, mình không có cái lý thuyết nó nói cái đó, nhưng mà mình phải hiểu vậy đó. Nên là A2 lớp 4 cho ra 2 là A cộng cộng S 4 2 trừ, đúng không? Thì mình hiểu là sao, giống như là cái chất điện ly mà có cái độ điện ly là 4. Tại sao 4 biết không? Ở đây cộng này có hai cái cộng, thay vì ghi nạ cộng, cộng thêm nạ cộng đó là hai dấu cộng, cái này hai cái trừ nè thành là 4, thấy chưa đó. Hình dung vậy ha. Tức là nhiều khi mình không có hiểu đó là thằng nào mạnh nhất biết rồi ha. Tức là thứ tự là gì, thứ tự tăng dần độ điện ly dung dịch tăng dần đó, tăng dần thì thằng yếu nhất là không điện ly là CH5OH nè. Rồi tới gì? Tới cái hàng điện điếu này, CH3 này, COOH này. Rồi tới gì? Tới KCL này. Tới gì? Na2S4. 2. CH5OH là gì? 2. Rồi tới 3, 2, 3, tới 1, tới 4. À. Rồi, chọn đáp án là T. À. Ta đi vào câu số 26. Nồng độ mol của anion trong dung dịch này thì mình viết cái phương trình điện ly đó. SCNO3 hai lần đúng không? Chất điện ly mạnh phân ly hoàn toàn nha. NO3 trừ. Mình được phép gây nồng độ nha, 0,1 m, 0,10, 0,10 cũng là 0,1 tại nó thích ghi 0,10. À, nó kêu kê qua nồng độ mol của ion trong dung dịch.
À, tức là sao? Nào, anion, anion là ion âm á, còn cation là ion dương. Này là 0,2. 0,20. Đấy là chọn hai chữ số phân. À, là nồng độ đi ra nồng độ của anion. Anion là ion âm nhé, cation mới là ion dương. Cái này mình biết rồi, 0,20 m. Vậy mình chọn đáp án là D. Còn nếu nó hỏi cation là ion dương, này là nhân qua nhân một chia một thì chỉ có 0,1 thôi nha. Rồi nó hỏi cation thì anion là ion âm. Đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời theo ion âm. Rồi ta đi vào cái câu số 27. Chọn V lít dung dịch axit mạnh có pH bằng 5 với V2 lít. Cái này chữ lít nha. Tại thầy copy cái nó bị mất cái dấu. Rồi với V2 lít dung dịch mà kiềm mạnh có pH bằng 9 theo tỷ lệ thể tích. Sau đây thì thu được dung dịch có pH bằng 6. Thì này dễ thôi. Đúng không? Nó cho là V lít có pH. pH là gì? Là nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH. Đúng không? Vậy pH là bằng trừ logarit nồng độ H cộng. Thì ta có là nồng trong để xét ha, trong dung dịch axit á thì ta có cái nồng độ H cộng. Đó, trong cái dung dịch axit á là nó bằng là 10 mũ trừ pH. Mình học lúc đó rồi đúng không? pH là bằng cái gì? 10 mũ trừ 5 đúng không? Đó, M. Rồi. Còn nồng độ H trừ trong dung dịch bây à, nếu nha, pH bằng 9 đúng không? Đây nè, chú ý nào. Có pH bằng 5. Thì mình đã suy ra được. Đó, là nồng độ H cộng nó bằng như thế. Rồi, từ đó mình phải suy ra cái số mol H cộng. Số mol H cộng. Nồng độ thì vẫn gì? Số mol CM vẫn là chữ V gì? Hiểu không? CM là chữ V gì? À, số mol là bằng CM nhân cho V đó, là 10 mũ trừ 5 nhân cho V là V1. Đơn vị là lít. Đúng không? À. Rồi, nó cho dung dịch bây giờ có pH bằng 9 đúng không? Bây giờ có pH bằng 9 thì mình biết rồi. Thì cái nồng độ H cộng nó bằng là 10 mũ trừ 9. 10 mũ trừ 9 đúng không? 10 mũ trừ pH. Là bằng 10 mũ trừ mấy? 10 mũ trừ 9. Nhưng mà bây giờ là làm gì có H cộng đúng không? Mà hiểu không? Làm gì có H cộng mà sao có nồng độ thì nó ngược như vậy đó. Thì mình phải dùng cái công thức đó, nồng độ H cộng nhân với nồng độ H trừ chuyển qua H trừ hiểu không? À, nó sẽ bằng là 10 mũ trừ 14. Nãy em biết công thức này ha. Đó mình mới rút ra cái nồng độ H trừ à, 10 mũ trừ 14 chia cho cái nồng độ H cộng 10 mũ trừ 14. Nồng độ H cộng là 10 mũ trừ 9 là bằng 10 mũ trừ 5 à. Đúng rồi, 10 mũ trừ 5 thì mình mới suy ra cái số mol nó H trừ. OH trừ nó bằng là CM bằng là chữ V, N bằng CM nhân cho V. Tức là bằng 10 mũ trừ 5 nhân cho V2 mol. Rồi đúng không? Thì ta nói là chọn này theo tỷ lệ được cái pH bằng 6. Đó, vì pH bằng 6. pH bằng 6 là bé hơn 7 hay lớn hơn 7? pH bằng 6 là bé hơn 7. Nên môi trường axit đúng không? Đó. Nên là bé hơn 7 là môi trường axit. Nên cái phản ứng này đúng không? Là H cộng dư. Cộng dư. Còn OH trừ là hết. À, hết sau phản ứng. Đó, đúng không? Thì cái H cộng dư bao nhiêu? Thì mình viết là cái phản ứng cái phương trình ion này ion là H cộng cộng với OH trừ á,
cho ra nước phản ứng này vẫn trung hòa ha. Hay gọi là chuẩn độ à, trung hòa. Vậy đây H cộng nó dư đúng không, thì nó dư bao nhiêu, thì ban đầu nè để tắt này để cho nó dễ hiểu, ban đầu H cộng đây là 11 trừ 5 V1 đúng không, còn này là này tính theo mol đấy, này tính theo mol nha, chứ không được tính theo nồng độ nha. Bạn mà kê cái vụ phản ứng này nồng độ cộng với nồng độ là lên đường luôn, chỉ được cộng mol thôi, còn nồng độ chỉ kê cho một phương trình chứ không có được kê hai chất phản ứng với nhau. Nồng độ chỉ được kê cho phương trình điện ly thôi nha, chứ không được kê cho phương trình phản ứng với nhau nha. Rồi cái này là 10 mũ trừ 5 V2 đúng không? Đó này là ban đầu. Rồi mol là phản ứng nè, phản ứng thì biết H cộng nó dư cho nên mình kê mol là phải kê OH trừ đúng không, kêu trừ. Rồi đó này là phản ứng. Rồi sau phản ứng nè lấy 10 mũ trừ 5 V1 trừ cho 10 mũ trừ 5 V2 đó, này trừ này nhân đặt nhân nghĩa chung được không, đó, V1 trừ cho V2 luôn, còn theo phản ứng này không thành nước ok nha. Rồi vậy chúng ta có được cái gì, chúng ta có được cái số mol của H cộng sau phản ứng đúng không, mà chúng ta biết được pH bằng 6 à, pH bằng 6 này là pH bằng 6 thì từ đó mình suy ra cái nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH đó, bằng 10 mũ trừ 6 đúng không, thì mình suy ra cái số mol H cộng đó. Sau khi mình trộn lại rồi đố em đó là thể tích nó bằng gì, thể tích nó sẽ bằng là số mol đúng không, số mol thì bằng là nồng độ 10 mũ trừ 6, nhưng nhân là nhân cho thể tích, lúc này mình nhân cho V1 là lên đường, khi mình trộn rồi thì là V1 cộng với V2 hiểu ha. Rồi thì từ đó ta suy ra, tức là mình cho thằng này nè nó bằng với thằng này nè, hiểu chưa, nó bằng nha, nha. Tức là 10 mũ trừ 6 đó nó bằng là 10 mũ trừ 5 V1 V1 trừ V2 đó, và 10 mũ trừ 5 nó lớn 10 mũ trừ 6 đúng không, mình lấy 10 mũ trừ 5 chia cho 10 mũ trừ 6 nó ra 10 thì là V1 cộng V2 nó bằng 10 V1 trừ V2, mình nhân vô V1 cộng V2 10 V1 trừ 10 V2 chuyển qua 10 V1 trừ V1 bằng V2 cộng cho 10 với 2 9 với 1 bằng 11 với 2 tương đương V1 chia cho V2 dục qua dục lại á bằng 11 phần 9 nha. Rồi V1 12 bằng 11 phần 9 thì chọn đáp án là D, câu này cũng rất giả nha, thấy như vậy chứ không phải gì là cũng không khó, nên là mình làm một lần là mình biết liền cái cách làm nó y chang như hoài, nó không có lạ, nhưng mà phải trải nghiệm một lần mới hiểu được cái bản chất của bài toán nó làm được, còn chưa trải nghiệm là không có làm được đâu. À. Chưa? À, chúng ta sẽ đi vào câu 28 cho các phát biểu sau. À, nó cho 5 phát biểu, các phát bao nhiêu phát biểu đúng. À, mình sẽ xét từng phát biểu nha. Dung dịch N4Cl có pH lớn 7. Cái gốc này là gốc axit. Mình hiểu không? Cái này là trong muối chỉ có cái muối là kim loại gốc axit, nhưng mà trừ NH4 đóng vai trò là kim loại thì cái này cũng vẫn là gọi là muối. À, mà muối này mình hiểu giống đóng như vai trò là gốc axit, giống giống như vai trò như là kim loại yếu. À, còn thằng này là axit mạnh vì nó nghi ngờ axit cho nên pH nó bé hơn 6. Câu A là sai nè, A là sai không đúng, vì sao, vì NH4Cl à, đồng đó NH4 á à, cộng á à, đóng vai trò như là cái gì cái gốc cái kim loại, không phải kim loại mà hiểu như là gốc, hiểu như là kim loại yếu nhưng mà nó phải kim loại nha, còn HCl là Cl trừ là gốc axit mạnh à, đóng vai trò gốc axit mạnh thì sao, thằng mạnh nó sẽ chiến thắng đúng không, mạnh chỉ sang yếu cho nên nó nghiêng về axit à, vì HCl đó là à, có hiệu HCl ha, là gì, là muối, muối này người ta gọi là muối gì đó không,
là muối mà có tính axit chứ không phải là muối axit, bạn hiểu không? Là muối có không phải là muối trung hòa mà muối muối gọi là muối axit đi. Nên có pH là bé 6, bé 7. Thật ra muối axit là phải có H cộng trong đó nè. Đúng không? Giống như là NaHNO4 nhưng mà mình hiểu tầm giống như là muối axit. Tại vì cái này cũng không phải là kim loại mà mình nói không phải kim loại là gì, bởi vì ta định nghĩa là muối là tạo bởi kim loại và gốc axit. Mà cái này không phải là kim loại đâu. Hiểu không? Nhưng mà hiểu nó đóng vai trò thôi chứ không phải là nó là kim loại. Còn cái này nè là gốc axit chứ không phải là đóng vai trò. Là gốc axit mạnh trên vì NH4 là muối. Là muối axit cho nên pH bằng 7. Nói gì cho lẽ. Còn câu số 2. Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước, dẫn NH3 đi qua dung dịch bình đựng H24 đặc. Đúng hay sai? Sai luôn. Vì sao? Biết là H4 đặc nó hút nước rồi nhưng mà nó vẫn tác dụng như nè, để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước, dẫn khí NH3 đi vào dung dịch H4 đặc. Bởi vì NH3 vẫn tác dụng với H4 đặc luôn. Vì NH3 tác dụng NH3 là có nó là có tính bezier mà gặp axit thì nó đâu có thể là nó không ứng được không? Vì NH3 tác dụng với dung dịch H4 đặc. Chuyện nào không tác dụng thì được. Mặc dù H4 đặc hút nước đó, cái phản ứng nó xảy ra như thế này. Cho ra là 4 HNO4 N4 hai lần đi. N4. Ví dụ vậy, hay được chưa? Rồi, câu số 3. Đó là dung dịch sodium chloride dai dẫn được điện là do tan được trong nước, đúng nha, chất điện lý mạnh, đúng ngon. Chất điện lý mạnh đúng. Vì sao? NaCl khi tan trong nước đúng không? Cho ra là A cộng. Đúng rồi, phải để chữ nước ở phía trên. Để không có một cái bài để chữ nước này nè. Cho là A cộng C là trừ. Vậy nó mới chuẩn. Đó là chỗ này nè. Là nước đóng vai trò là môi trường thôi. Giống như chất xúc tác vậy. Nó không có phản ứng nhưng mà nó không có nó để nó không tan ra được. Hiểu không? Ở câu 4. Nitrogen lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh vật, đúng. Nãy mình mới học rồi ha. Nói chung là nó là khí trơ, vì nitrogen đó là khí trơ đúng không? Và hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp. Rất thấp. Cho nên nó có tính chất là bảo quản. Còn 5. Khí nitrogen được dùng để làm căng vỏ bao bì thực phẩm. Căng vỏ bao bì thực phẩm mà không dùng không khí nitrogen kém hoạt động hóa học đứng chờ. Tức là sao? Khí nitrogen được dùng để làm căng vỏ bọc bao bì thực phẩm mà không dùng không khí, do khí nitrogen kém hoạt động. Đúng rồi, chính xác. Đúng. Ví dụ mình bơm do khí nitrogen cũng được. Vì N2 là khí trơ. Mà khí trơ là sao? Nên không có phản ứng với thực phẩm, với với thực phẩm. Rồi. Thì chúng ta chọn ba đáp án đúng là đáp án B. Rồi, tôi đi vào câu 1. Rồi, một như thế nào? Cho 400 ml dung dịch HCl và 100 ml dung dịch NaOH 0,400 0,1 m và dung dịch này, nói chung là hai này tính được số mol. Sao phản ứng? Sao phản ứng? Thu được dung dịch A, tính pH của dung dịch A này dễ quá. Tính ra tính số mol bình thường tính rồi. Nè. CM nhân V 0,1 đổi ra lít chia cho ngàn 0,4 mà 0,04 mol. Còn số mol NaOH CM nhân V
0,035 đúng không? Rồi. À, mình viết phản ứng hóa học nó ra. À, viết cái phản ứng hóa học. Mình có thể viết dạng dao cũng được. Viết dạng dao nó hay hơn là viết phản ứng hóa học đó. Tại vì nữa nó trộn là mình phải biết cái cách nha. Cho nên mình nên viết dạng dao đi. Bảo toàn nguyên tố H. À, bảo toàn nguyên tố H. Thì có cái số mol H cộng này. Nó bằng số mol HCl là 0,04. À, bảo toàn nhóm OH có cái số mol của OH trừ này nó cũng có một nhóm OH thôi, cái mol nào H bằng 0,35. Rồi thì với cái phương trình đi không H cộng này, cộng cho OH trừ này. Cho ra nước đúng không? Mol. Chờ này cả nha. Rồi tiếp theo thì ở đây chúng ta hát cộng là 0,04 đúng không, này là 0,035 thì 0,035 nó sẽ nhỏ hơn đúng không, cho nên cái hàng nào hết rồi đó mình lập tỷ lệ biết là hết là dư khỏi, bây giờ lớp 11 là lập gì nữa, không phải đi lớp 9 đâu mà lập. Rồi này là mình sẽ kê mol qua đây là 0,035 này, đó mình kê qua đây, còn nước thì không cần kê nha, 0,035 tức là phản ứng. Tại vì khi nữa nó trộn nhiều axit bạn, đây nó để 2-3 axit, đây để 2-3 bây giờ, thì lúc đó bạn biết phương trình là bạn bị knock out liền, buộc phải bảo toàn mới làm được. Nên cho nên pháp bảo toàn là pháp vạn năng, làm cho mọi bài toán khó luôn. Rồi, cái này 0,005 đúng không? Trừ với nhau. Rồi, cái này là không. Này là sao phản ứng? Vậy mình có được cái số mol H cộng rồi đúng không? Bây giờ mình muốn tìm pH. Mình phải tính cái nồng độ H cộng ra trước đúng không? À, nồng độ H cộng CM bằng gì? N chia cho V. V là trộn lại nha, là lấy 0,4 cộng 0,1 là 0,5. Bấm máy ra. 0,005 chia 0,5. À, ra là 0,01 đúng không? M lớn. Rồi, ta biết công thức là pH là bằng trừ logarit nồng độ H cộng đúng không? pH bằng trừ logarit cơ số 10 nồng độ của H cộng bằng trừ logarit của 0,01. Rồi ta bấm máy ra trừ, ta để số 10. Tại sao cái máy nó không có để cái phím đó, tùy theo loại máy tính mà, ở với máy này không có, có mấy máy khác nó để nhưng mà cái máy nội này nó không để gì đó ha. Rồi mình sẽ được đáp án là 2. Rồi thì xong cái lượng vậy pH bằng 2 thôi. Rồi, ta hoàn thành xong bài số 1. Ta đi vào bài số 2. Cho phản ứng sau SO2 SO2 cộng SO2 cho 2SO3, đây là phản ứng tỏa nhiệt nên thành âm. Cho 4 mol khí sulfur dioxide. 4 mol khí sulfur dioxide và 2 mol khí oxygen. Dioxide là gì? SO2 đó. Oxygen là O2 và bình kín chứa dung dịch 10 tích có chất xúc tác và nhiệt độ thích hợp. Tính hằng số cân bằng của phản ứng. Biết khi đạt trạng thái cân bằng có 80% SO2 phản ứng. Thì bài này dễ thôi, đâu khó đâu. 80% thì mình tính ra, tính ra. Bây giờ cái số mol SO2 phản ứng nè, SO2 là phản ứng đúng không? Bằng 80%, 80% của số mol SO2 ban đầu, 80% số mol SO2 ban đầu là bao nhiêu? 4.
là 3,2 đúng không? 0,8 nhân 3 là 3,2 rồi, nó sẽ phản ứng là 3,2 mol. Và mình viết cái phản ứng hóa học nó ra. Đây, đúng không? Rồi. Đây là mol. Đó, thì SO2 ban đầu là 4 mol, đúng không? Oxygen là 2 mol. Rồi, này ban đầu. Rồi. Phản ứng, đúng không? Phản ứng thì cho 3,2 mol SO2 phản ứng. 3,2. Mình được kê qua đây, đúng không? Đó 80, 3,2 nhân 2 chia 4 là nhiêu ta? Giờ là chia 2 là 1,6, đúng không? Phải sao? Phải sao? Rồi, SO3 kê qua 3,2 nhân 2 chia 2 là 3,2. Phản ứng. Rồi, cân bằng lấy 4 trừ 3,2 là 0,8. 2 trừ cho 1,6 là nhiêu? 0,4 đúng không? Rồi 3,2 để lại lại cân bằng. Cái này cân bằng chứ đừng để sai phản ứng nha. Cân bằng là tức là tốc độ phản ứng chậm thuận bằng nghịch chứ thôi nó không có ngưng nha. Còn mình cái phản ứng một chiều mình mới để là sai phản ứng. Đấy chứ, phải phân biệt rõ cái đó. Rồi chúng ta có cái gì? Hằng số cân bằng của phản ứng là KC, mình biết công thức rồi đúng không? Đó. Là KC vẫn gì? Đó. Mình lấy cái nồng độ lúc sau SO3 có mũ 2 nè. Chia cho nồng độ bắt đầu SO2 có mũ 2 nè. Còn O2 không có mũ 2. Rồi đây là 3,2 bình phương. Còn SO2 là 0,8 bình phương nhân cho 0,4. Rồi bấm máy ra. À, đó là chúng ta hoàn thành xong câu này. Đúng không? Sao ra số bự với ta? Có bị không phẩy tám, cái này là 4 đúng không? Để coi lại coi, ở đây là có 3,2 mol phản ứng đó, 3,2 mol, 4 mol lên độ 2, 2 mol oxygen, bình kính có dung tích 10 lít. Nhân số cân bằng là ảnh hưởng cái đó. Rồi, ở đây 4, ở đây 2. Có khi đạt trạng thái cân bằng có 3,2 mol SO2 đã phản ứng. 3,2 nhân 1 chia 2 là 1,6. Nhân 2 chia cho 2 là 3,2. Đúng rồi. Rồi 4 mà trừ cho 3,2 0,8. 2 trừ 1,6 là 0,4 đúng rồi. Và 3,2 bình chia cho 0,8 bình nhân 0,4. Rồi, bình thường thôi chứ sao giờ? À, đâu gì nó để nói vậy rồi. Vậy KC, hằng số cân bằng KC là 40. Rồi, ta đi vào câu tiếp theo. Rồi, trong môi trường axit diệp lục có màu vàng, trong môi trường axit này diệp lục có màu vàng đến đỏ, còn trong môi trường kiềm diệp lục có màu xanh. Để giải thích vì sao khi bắc chanh vào nước luộc rau thì có màu xanh của nước lại nhạt đi chuyển dần sang màu vàng, đúng không? Tại vì trong rau á thì rau là nó cấu tạo từ chất diệp lục, đúng không? Đấy, cho nên khi mình dắt chanh vô, chanh là mình bỏ vô axit thì nó sẽ tạo ra cái môi trường axit thì chất diệp lục nó sẽ chuyển vào màu vàng dưới đỏ. Đó, rồi giải thích câu A trước ha.
Thế này trong chanh có axit citric. Mình nói có axit cũng được. Mình không biết axit gì thì mình không cần ghi. Axit citric. Rồi. Nên khi vắt chanh, mấy cái axit đó lên lớp 12 mình sẽ biết nha. Khi vắt chanh diệp lục trong nước rau. Nước rau muống. Nước rau muống sẽ bị chuyển sang màu vàng làm màu xanh của nước bị nhạt đi, tức là mình muốn bây giờ á mà nó xanh đúng không? Ấy thì rau mà muốn xanh đừng có nặn chanh vô, bởi vì nặn chanh vô nó sẽ vàng. À cái nước nó sẽ vàng lại. Vậy mình sẽ làm cho cái môi trường nó có bezơ đúng không, thì cái nước nước nó sẽ xanh nhìn nó đẹp. Rồi còn tùy thôi, tùy mỗi người. À. Thì bây giờ các bạn hỏi là nước bezơ là làm sao mình tạo ra được cái môi trường bezơ mà mình không tạo ra được môi trường chanh. Thì cái môi trường bezơ thì chủ yếu là tạo ra OH trừ là vôi, vôi mà không ai bỏ vôi vô chứ, được chưa? Chỉ có mấy người ta bỏ vô cho đẹp, người ta bán hóa chất độc, người ta bỏ vô một muỗng vôi trong nước, người ta pha, người ta luộc ra nhìn nó xanh thấy nó đẹp để bán cho người ta ăn, thì người ta thấy đẹp mắt vậy thôi, rau xanh vậy thôi, nhưng mà chắc nó độc, bạn hiểu ha? Cho nên người ta không làm. Ví dụ mà mình ăn á thì mình không làm, đôi khi có một số người người ta buôn bán, người ta làm cho như vậy để thu hút khách hàng, thì nó có những cái điều nó cũng không tốt, đúng không? À. Rồi đi vào câu B. Vì sao khi luộc bánh chưng cho thêm một chút thuốc muối NaAHCO3 sẽ làm lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn? À, thuốc muối này không có độc nên nhưng mà nó sẽ làm nè, cái này là có tính bây giờ nè, đúng rồi, mình mua thuốc muối mình bỏ vô mình luộc ra cũng được đó. À, này nó không độc nhưng mà nếu mới bỏ kia thì nó độc. Thì do bỏ thuốc muối này vô nó cũng tính bây giờ nó không độc. Tại vì cấu tạo kim loại mạnh có axit yếu. À, giờ mình mua thuốc muối này thì nó có bán mấy cái tiệm bán tạp hóa đấy. À, mình mua về mình luộc rau hay là mình ấy đó mình bỏ vô thì nó đẹp, nó xanh. Nhưng mà cũng không có tốt gì đâu, ăn nhiều cũng không tốt, chỉ có muối ăn mới tốt thôi. À, cái này cũng là muối đó, nhưng mà không phải là muối ăn. Cho nên thôi, nói chung là để tự nhiên là tốt nhất. Còn nếu bạn thích chua chua thì ăn chanh thôi, nước nó không có đẹp, nhìn rau nó không có xanh, nó vàng đi, nhưng mà nó tốt. Còn mình ăn cái này vô nó độc mà nó không tốt ha. À, nói chung là như thế đi. Khi luộc bánh chưng, à, cho thêm chút muối này vô, đúng không? Thì cái muối này nó có cái môi trường kiềm, có môi trường kiềm. Tại sao kiềm? Kiềm là môi trường bezơ đó, vì nó cấu tạo giữa Na nè, là kim loại mạnh, và gốc này là gốc axit nè, tức là Na là kim loại mạnh, còn HCO3 trừ là gốc axit yếu, hiểu không? Môi trường kiềm đó, cho nên sẽ là diệp lục. Diệp lục là cái chất tạo lên màu xanh của lá đó, trong lá dong mình biết lá dong ha, có bánh chưng, lá dong có bánh chưng thì nó giống như cái lá chuối mình vậy, nhưng mà nó đẹp hơn, nó dài hơn ha. Có màu xanh đẹp hơn lá dong mà, đúng không? Gói bánh có màu xanh đẹp hơn, mình biết bánh chưng rồi đúng không? À, mình lên mạng mình coi có bánh chưng, mình biết cái lá dong, cái lá nó thì dài dài nhọn nhọn giống như lá chuối vậy đó. Cái chuối thì mình biết ha. À. Ta đi vào câu số 4. Câu cuối cùng. Đây này. Hòa tan 0,01 mol BCl3 vào nước thu được 1 lít dung dịch ít. Tính pH của dung dịch ít. 0,01 mol BCl3 vào nước ha. Thu được 1 lít. Rồi gì dưới đây nè, mình có được cái gì? Hòa tan 0,1 vào nước thu được 1 lít. Vậy mình có được số mol, có được thể tích, mình tính được nồng độ đấy. Đúng không? Tính được nồng độ. Rồi mà pH của dung dịch ít, tính pH cho rằng K của axit này
không? K của axit này là 1,6 nhân 10 vũ trụ 2. Và hằng số K của cái này là cái axit này là nó phân ly ra đường này. Tức là nó phân ly ra một nắc. Đó, đường này. Và một nắc này nó không phân ly được nữa, cho nên nó ngưng. À, thì cái này như thế nào đây? Nói chung là nó cũng không phải là dễ nha. Cái bài này rất là lạ. Mình không có kinh nghiệm đâu, không có làm được bài này đâu. Thì bây giờ mình biết ha, khi mà mình biết cái này nè, khi nó hòa tan vô nước, đúng chưa, thì nó sẽ tạo ra được axit nè. Đó. Giống giống như SO2 vậy đó, SO3 vậy đó, cộng với nước thì nó tạo ra gì, H2SO4. Cái chất này nó lạ quá, nào giờ mình không gặp đúng không? Và chính vì cái câu cắt điểm của nó mới là câu đó, chứ còn nó cho mà quen thì nó làm gì nữa, hiểu không? Nếu mà cho quen thì nó làm gì nữa, nó tạo ra H3PO3, H3PO3 đấy, rồi H3PO3 cộng với HCl, được chưa? Rồi mình cân bằng, đây là ba ba rồi, hiểu ha? Nếu mà quen thì nói làm gì nữa đúng không? Nó phải lạ. Đây là số mol 0,01, là mình sẽ kê qua hai cái axit bên này 0,01, này là 0,03. Rồi cái chất này là chất điện đi mạnh, không nói ha, tạo ra H cộng Cl trừ, nhưng mà chất này là chất điện đi yếu đó, hiểu không? Thì mình hiểu sao nè. Vì sao? Vì à, ta có nè, vì ta có là thể tích là sao? Vì thể tích là 1 lít đúng không? Vì thể tích 1 lít á, vì 1 lít dung dịch ít á, ít có 0,01 mol H3PO3 và 0,03 mol HCl. À. Nên đúng không? Của hai axit nè, của dung dịch ít, vì cái mình hiểu là sao? H3PO4 trừ hoàn tính pH của dung dịch ít, cho rằng hằng số H3PO4 hằng số cân bằng K của dung dịch, đúng rồi, cái hằng số cân bằng này nè, tại vì đây là axit mạnh, bạn hiểu không? Axit mạnh cho nên cái hằng số cân bằng nó chỉ tính cho cái axit yếu thôi. Thì trong cái phản ứng này thì chúng ta tính cái hằng số cân bằng, chúng ta chỉ phụ thuộc vào cái axit này thôi nè, được chưa? Vì axit H3PO3 là axit yếu, và axit HCl là axit mạnh, axit mạnh điện ly hoàn toàn, ly axit mạnh ha. À, không, mình khỏi ghi chữ điện ly hoàn toàn ta cũng hiểu rồi, nên được chưa? À, nên cái tính pH của dung dịch ít cho hằng số cân bằng của hàng này pH là bằng trừ log nồng độ H cộng pH. Nếu mà cho như thế này tính pH chính xác luôn thì phải tính hai thằng luôn, đúng không? Tính hai thằng luôn. BCl3 H3PO3 đúng không? H3PO3 hằng số cân bằng của K pH là bằng trừ log, không, bình thường, cứ tính bình thường đi, không có sao hết. Vì đây nè, mình hiểu đây nè ha, cái phương trình điện ly
nó cũng dễ đâu, không khó đâu, nó hơi lạ lạ đúng không? Cái này phải có tư duy mới làm được, mấy bài này không quen thuộc đâu bạn, là cho là H cộng điện ly mạnh mà, cái điện ly mạnh mà đúng không, cộng với sen là trừ, thì ở đây 0,03 mình sẽ cho vào đây 0,03 rồi đó. Nhưng mà cái axit này axit yếu axit yếu thì nó sẽ khi nó điện ly, khi nó điện ly thì nó sẽ phân ra như thế nào, H3V3 nó sẽ kết hợp với nước, chung là khó nha, bài này là bài căng á, không có kinh nghiệm làm được đâu. Thì nước á, mình hiểu ha, nước nó sẽ sao, nó sẽ thằng này nè, nó sẽ nhường cho nước một H cộng, tại vì nó đóng vai trò là axit mà, nó là axit mà nó phải nhường chứ nó đâu nhận được đúng không. Thì nó nhường cộng còn H2PO, nó nhường H cộng cho hàng axit, nó nhường H cộng, vậy ở đây nó còn lại là H2PO3, H2PO3 trừ đúng không, cộng với H3O cộng H2PO3 trừ nếu gì H2PO3 trừ H3PO3 thì nếu như mà nó là axit thì đúng rồi, thì nó phải nhường H cộng hoặc là nó nhận OH trừ, nó nhận O H nhường H cộng hoặc là nó nhận OH trừ, thì bài này phải nhận OH trừ mới được nè, không có nhiều H cộng, người cộng là không giống như thế này đúng không, không giống hay này, tức là nó nhận OH trừ đúng không, nhận OH trừ là nó tăng thêm một H đó với một O đúng không, vậy là thành H4 BO4 đúng không, bốn về H gì nhìn nó nhận OH trừ đúng không, nó nhận OH trừ là nếu mà nó nhường H cộng, làm sao nó ra được H3V4, H3O3 sẽ là 3 B rồi H3V3. Ừ, không không, cái bài này để cộng nước là thua, không được. H3V3 đúng không? Mình hiểu như nè. Có những cái mình viết kiểu đó không được, viết kiểu này nè, tức là nó sẽ nhường H cộng, nó còn lại là H2PO PO3 nhường H cộng hay là nhận OH trừ, chỗ này cho H3PO4 à, nhường H cộng H2PO3. Ồ, cái này gần như bị lỗi bạn ơi. Không phải gì đâu, gì nè. Rồi cộng với nước cũng được nè. Đây nó bị nhầm. Nó không có tạo được axit đâu. Bây giờ nè, axit thì nó đóng vai trò là nhường và nhận đúng không? Nó sẽ nhường H cộng. Đúng không? Nó sẽ nhường H cộng hoặc là nó nhận OH trừ. Đó. 3V3 H3PO3 nếu mình cộng vô nước nếu mà nó phân ly cho ra là H2PO4 H2PO4 rồi H2V4 thì nó sao?
Bài này như là mình phải coi lại kỹ nha. Đây bây giờ hạ tan axit này đúng không? Để thầy coi là cái đề gốc nha, cho coi cái đề gốc. Đề này là Trần Hưng Đạo đúng không? Hải Phòng đúng không? Đây, đã Hải Phòng đây. Đề gốc nó đây bạn. Thấy ha? Cái đề gốc ha. Để cho em coi mới được. Thấy cái câu cuối này như nó có vấn đề. Rồi. Rồi. 0,01 BCl3 vào nước thu được 1 lít dung dịch X. Tính pH của dung dịch X cho hằng số cân bằng của H3B4 và hằng số cân bằng của H2B4 trừ. B nếu mà quá trị 3 thì nó cho cái axit này. Axit này thì làm sao tạo ra được cái này? Phải là H3B4 thì mới được đúng không? Hằng số căn cho hằng số, nó cho hằng số K của H3B4 là như thế này. Rồi còn của H2B4 là như thế này. Rồi. Nhưng mà cái H3O3 này làm sao mà cho ra được H3O4? Đúng không? Làm sao nó phân ly ra được? Ta tạo ra được H2O4 trừ. Tức là đây nó giảm 1H. Nếu mình tăng lên đây là 1O. Đúng không? Tăng lên 1O. Thì mà tăng lên 1O cũng đâu có được. H3O4. Thầy nghĩ là nó bị sai á, bị sai chỗ này nè, chỗ này là số 3 chứ không phải số 4. Đúng không? Không thể tạo số 4, số 3. Này là số 3 luôn. Đúng không? Chứ không phải số 4 đâu. Đề nó bị nhầm chỗ này. Cái này mình hiểu à. Không có tạo ra axit nữa, axit này là B là phải có chỉ 5. Hiểu không? Tức là B2O5 á nó mới tạo ra được. Hoặc là BC là 5 á mới tạo ra được H3O4. Tức là cái đề chỗ này nó bị nhầm chỗ này các bạn, nó không có tạo được axit này đâu nha. Đó, tức là nó chỉ tạo ra được cái này thôi. Đây nè. Cái hằng số cân bằng axit này nè, nó là như thế này. Tác giả đánh máy nhầm rồi đó. Được chưa? Rồi mình xem nha, H3PO3. Được chưa? Mình cộng với nước á, nó sẽ tạo ra đây nè. Nó là axit yếu. Đó, nó sẽ phân ly cho ra H cộng, tức là nó tạo ra là H2PO3 trừ. Bởi vì thấy sao kỳ kỳ. Không, không thể nào nó ra được cái đó mà nó cho. Rồi, hiểu không? Thì cái này nó dùng hằng số cân bằng đúng không? Mình không biết là cái này là bao nhiêu. À, nhưng mình biết nó có số mol à, ban đầu là. Thấy chưa? À, ban đầu ở đây là mình hiểu đây. Làm là chuẩn luôn à. Không à. Ban đầu là ở đây mình biết là nhiêu. D 0,01. 0,01. Hiểu chưa? Rồi, 0,01. À, thì thường cái này các bạn, bạn hiểu không? Cái này thường ta không có biết cái nước, H3O cộng không biết nước. Mà ta biết gì nè, chỉ cho. Này nè, bỏ luôn. Mình sẽ để H cộng thôi. Tại vì nước mình không có chơi mà, thôi, hiểu không? Để nước cũng đúng, ok. Mà thôi để gì mới chuẩn. À, cho là H2V cộng, đó, phân ly ra. Giống như CH3COOH vậy đó, phân ly CH3CO trừ cộng H cộng, hiểu không? Rồi, thì cái này nó phân ly một phần thôi. Cái này là ban đầu nè. Đó, ban đầu được chưa, ban đầu đó, cái này là mol hiểu không, rồi cái này là phân ly nè, không biết bao nhiêu mình đặt là chữ ít đi, ta đâu biết nó phân ly bao nhiêu đâu đúng không, à, ta không biết nó phân ly bao nhiêu, ta đặt là chữ ít đây, nên là ít, là ít, thì cái này nó là phản ứng rồi, khi nó cân bằng đúng không, ít này nè, cân bằng nha, thì ở đây nó còn là 0,01 chữ ít, à, thì đây nó vẫn là ít, đúng không? Đây nó vẫn là ít, thì cân bằng, à, thì từ đó ta mới suy ra được, ta mới có này, cái gì, cái nồng độ
Tôi mới có cái K đó, cái K ban đầu đó, K này nè nha. Đó, của K K này K1 đi. Đó, phân ly mắt thứ nhất là 1,6 nhân 10 mũ trừ 2 thì cái K1 là chính là cái nồng độ H2PO3 trừ mũ 1 nhân cho nồng độ H cộng, hiểu không? Đó, rồi mình phải chia cho, hiểu chưa? Chia cho cái này chưa đâu nha, cái này chưa đâu, bài này nó hơi bị căng. Hằng số của thằng này nó cho, đó, hằng số căn bằng của thằng này nè, nó cho biết cái hằng số căn bằng hằng số k của thằng này, tức là nó phân ly thêm một nắp nữa, tức là thằng này lại phân ly nữa. Bài này hơi bị gớm luôn. Ồ, khi cân bằng hàng đó đâu, nhưng mà cái hàng này nó làm tiếp tục, nó là nó chưa ngưng đâu, mình hiểu không? Ừ, tức là hàng này nó phân ly cho ra, tức là hàng này nó bị giảm đi nữa nè, chứ không phải là gì không, mình hiểu không? Nó bị giảm đi tiếp nữa đó, cho nên cái bài này cũng khá là ghê á. Nói chung là nó cho cái kiểu này cũng hơi bị mệt đó. Các bạn hiểu không? Cho kiểu này hơi bị mệt, chủ yếu là làm không nổi bài này đâu, rồi nó sẽ mất đi một h cộng nữa nè, còn lại là h thôi, h bo ba 2 trừ đúng không? Cộng h cộng đó, thì ban đầu đúng không? Ban đầu nó là x đó, cái này ban đầu dưới đây chứ. Rồi, quá khó rồi ha, hay hay kỳ hay luôn. Rồi bây giờ phản ứng bao nhiêu đúng không? Mình đâu biết phản ứng bao nhiêu, mình đặt là y đúng không? Y đó, đây là y. Đồng ý là giải cái hệ ra mới ra đó. Y. Đồng ý không? Này là phản ứng. Đó. Mình đâu nó biết phản ứng nó phân ly bao nhiêu. Đúng không? Rồi sau đó là căn bằng x trừ y. Đúng không? Đây là y. Đó. Y. Căn bằng. Cho nên ở chỗ này mình hiểu như thế này nè. Bài này nhặt đó nha, phải tính cái này trước nè. Ừ. Ta có nè. Đó. K2. K2 nha. Là nó sẽ bằng là 17 nhân 10 mũ trừ 7. K2 chính là nồng độ HBO3 2 trừ nhân cho nồng độ H cộng. Hiểu không? Chia cho H2 nồng độ H2 VO3 trừ ở đồng ý này nha, bằng 7 nhân 10 mũ trừ 7, được chưa? Nồng độ hằng này thì HBO3 trừ đó là y, nhân nồng độ H cộng cũng là y, chia cho nồng độ HV3 trừ còn lại là x trừ y, nó bằng 7 nhân 10 mũ trừ 7. À, tức là gì? Y bình chia x trừ y, 7 nhân 10 mũ trừ 7. Đặt này là số 1 đi, đúng không? Còn cái K1 này rất là nguy hiểm nè. K1 mình hiểu sao? K1 này là nó sẽ bằng là 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. Và K1 ấy, chính là cái nồng độ H2PO3 trừ nhân cho nồng độ H cộng chia cho H3 nồng độ của H3PO3 bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. Nồng độ nè, mình hiểu là nồng độ H3PO trừ này mình nói là ít là sai. Vì sao sai biết không? Vì sao sai biết không? Không phải là ít. Tại sao sai? Ừ. Nồng độ là ít đúng không? Tại sao sai mà họ không phải là ít? Bởi vì nè, nếu mình nói là ít đúng không? Là tới đây nó ngưng. Đúng không? Nhưng mà thật ra đây không phải là ít. Hiểu không? Ở đây nè. Lúc này nè, nó bị phân ly một mớ nữa. Nó chỉ còn là x trừ y thôi chứ không phải là x, rõ không?
tức là thay nếu đây là x là nó phản ứng này không xảy ra nữa thì nó ngưng, nhưng mà nó bị xảy ra một miếng, cho nên cái nồng độ này thực chất nó không phải còn là x, nó chỉ còn là x chữ y thôi, số mol nó không không còn là x mà chỉ còn là x chữ y. À, trong cùng một thể tích thì nồng độ bằng tỷ lệ về số mol luôn, tỷ lệ về tích bằng tỷ lệ số mol luôn, cho nên mình để mol nhưng mình được kê luôn á, tại vì nó trong cùng một lít số mol thể tích nhân nhau cũng y chang à. À, nhân với một đúng không, cm bằng n, n bằng cm nhân b đó. Mình hiểu chưa, tức là nếu mình dùng x đây là sai, nếu mà cho x ở đây thì mắc cái gì, cái phương trình x này ra mất tiêu rồi đúng không, thì cận chi nó cho cái k2 này làm gì đó, chính vì cái chỗ đó mới là chỗ chỗ điểm rơi này, cái chỗ x chữ y này nè là cái mà khi nó còn lại nè, thấy chưa đấy. Vậy ở đây tức là mình hiểu đây nè, nồng độ của H3V3 tức là x chữ y, còn nồng độ của H cộng là x, còn nồng độ ban đầu của H3V3 đó ha, là 0,01 chữ x đó, bằng 1,6 à, được không, 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. Bài này rất là căng, không có dễ dàng tí nào đó, thấy được thấy gì chứ không phải dễ đúng chưa, khó đấy, bài này khó cho chua thiệt à. Rồi từ đây mình sao mình giải ra được x y đây, cái khó là bây giờ làm sao giải ra được x y này đúng chưa, chỗ này và chỗ này đó. Ở đây mình rút x ra được này, hay là rút ở đây mình rút y ra được nè, y sau đó mình thay lên đây, mình bấm shift so, cái mày này chỉ có cách đó thôi chứ làm mấy phương pháp thông thường rất là lâu đúng không, đấy đây rút x trừ y ra thay vô thì y bình, cái này, này này, nói chung là đây mình rút y ra cũng được, rút x cũng được, cái nào cũng được, và từ một là mình tương đương nè, làm số một hay là có một, một sẽ tương đương mà lấy là x trừ y đi đấy, x trừ cho y không sẽ bằng là gì, y bình chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 không, dục quên xuống á thì tương đương với x, tức là y bình chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 cộng với y đó, đặt số 3 rồi từ 2 giờ 3 suy ra x đúng không, x nè, x tức là y bình chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 cộng cho y nhân cho à, gì đúng rồi, giờ trừ cho y, mình thay vô đó, đó x đúng không, x là y bình chia cho 7 10 chu 7 cộng cho y, còn cái kia là trừ y của nó kia, rồi x thì đây cũng vậy, y bình chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 cộng cho y đúng không, rồi tiếp theo mình chỉ 0,01 trừ cho x, đó là trừ cái gì, y bình 7 nhân 10 mũ trừ 7 cộng y đấy đúng không, x x là y bình 7 nhân 10 0,01 trừ x đúng rồi, rồi bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 2 rồi bài này chưa, thì ở đây ta thấy này y chữ y mất nè, còn lại là y bình nhân y bình đúng không, chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 à, nhân cho y bình chia cho 7 nhân cho 10 mũ trừ 7 cộng y thì bằng là 1,6 nhân 10 mũ trừ 2, cái này nhân vô là 0,01 là trừ 7 bình chia cho 7 nhân 10 mũ trừ 7 trừ y đó. Ồ, cái bài này cho gì lẻ quá sao tính đây, cái hằng số này cân bằng này nó, cái hằng số cân bằng KC này nè, à nó rất nhỏ so với cái này cho nên mình có thể bỏ cái này vẫn được, mình hiểu ha, ừ tức là mấy loại này mình không hiểu đâu, tôi đảm bảo bạn luôn á, bạn đố bạn hiểu được mấy này đó, tức là cái hằng số cân bằng này nó rất nhỏ so với axit này cho nên mình cái lượng H cộng này sinh ra rất là bé cho nên mình xem như là bỏ được luôn đó. Hiểu chưa, rồi phải lập luận gì nha, bỏ cái này đi không có dùng rồi đó.
Bài này rất là gớm. V nè. V à. Cái hằng số cân bằng KC này nè. K2 này nè. Bằng này nè. Hằng số cân bằng của K2 là gì? H3V3 này nè. Rất là bé so với hằng số cân bằng K1 nè của 3V3 này. Đúng không? Nên ta chỉ tính cái nồng độ H cộng á, ta chỉ tính cái lượng H cộng ha, cái nồng độ H cộng theo theo cái K1 thôi, theo cái K1 rồi vậy ha. Chúng ta hiểu là nó gần, giống như nó nhỏ quá, giống như mình hiểu không, nó nhỏ quá mình bỏ đi, chứ còn bài này làm kiểu đó mình giải phương trình nó ra chính xác là phải làm gì rất là lâu, đúng không? Cái đề này tôi đảm bảo bằng bằng search Google nó cũng không có lời giải, mà nó có chỉ có đáp án tham khảo thôi, nhưng mà cách giải nó của bạn cũng không biết, mà bạn cũng không biết nó giải cái gì khơi mà cũng không hiểu đâu. Được chưa? Rồi, yên tâm, thầy dạy là khỏi lo mấy vấn đề này ha. Vậy ta có nè. K2 là bằng này, đúng không? Đấy, K1 giá dùng K1 thôi. Thì tương đương K1 là bằng gì biết rồi. Đúng không? Đó, nồng độ H2 VO3 trừ nhân cái nồng độ H cộng chia cho nồng độ H3 VO3. Đó, là 1,6 nhân 10 mũ trừ 2 tương đương, này là x nhân x chia cho 0,01 trừ x bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. Thì bài này chuẩn á, thì mấy bạn nên giải phương trình bậc 2, còn không bấm shift cũng được, hay giải phương trình bậc 2 nó mới chuẩn á. Tức là đây 1,6 mà nhân 10 mũ trừ 2 là mình biết là bao nhiêu không, là dời 2,0 0,016 cho nó đẹp nha. Tức là x bình bằng 0,016. Không tin mình cứ bấm nè 0,016 rồi bấm shift cái này. Tức là mình bấm 1,6 đi nhân 10 mũ trừ 2 đi nè, đó 0,016, để gì nó dễ bấm máy hơn nha. Rồi 0,01 trừ x đúng chưa, nhân khoảng 1 gì thì tương đương là x bình 0,016 nè nhân 0,01 ở bằng là 1,6 nhân 10 mũ trừ 4, thì chỗ này bấm 1,6 10 mũ trừ 4 là đúng, để nó nhiều quá còn số không quá. Rồi trừ cho 0,016 x đúng không, trừ cho 0,016 x, rồi mình giải phương trình bậc hai này ra, mình chuyển với qua x bình này. Cộng cho gì? Cộng với 0,016x không trừ 1,6 này nhân 10 mũ trừ 4 này bằng 0. Đó mình giải ra, bấm máy tính nè. Mod 9 22 1 0,016 trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 ra là 6,9 mấy đó ha, 6,9 mấy á, đúng không? Chứ trừ không phải mấy, chỉ 6,9 mấy là nhân 10 mũ trừ 3 là đúng, còn 0,9 mấy là mình loại, hiểu chưa? Đó, mình loại 6,9 96 nhân 10 mũ trừ 3, bấm lại có đúng không nha. Đầu tiên là gì, một đúng không, coi cái phương trình đúng không, coi lại cái nữa đi để coi cái này coi. 1,6 nhân 10 mũ trừ 2 đúng rồi. 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. 1,6 nhân 10 mũ trừ 2. Rồi, ở đây phân ly ra x nhân x bình. Rồi H3V3 là cái số mol là 0,01. Ok, 0,01. Phát sinh là 0,03. Rồi, 0,01.
Rồi, cho qua đây. 0,01 chữ x. Rồi, 0,01 chữ x. Nhân vô x bình. Rồi, 0,016 nhân 0,01 là 1,61 trừ 4 trừ 0,016 x chuyển qua cộng 0,016x trừ 1,6 nhân 11 trừ 4 1 nè, đúng không? Rồi 0,016 nè. Rồi trừ 1,6 nhân 11 trừ 4 đúng luôn rồi đó. Rồi 6,96 nhân 11 trừ 3. Đó, x x ha bằng 6,96, coi như là 6,966 là 97 đi, nhân 11 trừ 3. Đó, 6,97 nhân 11 trừ 3. Đó, nhận á. À, còn x của mình âm là loại. À, đây nè, trừ 0,0229 là 23 đi. Trừ 0,023 loại. Ồ, rồi. Hóa nó phải làm tròn mấy cái này nhé. Rồi, như vậy mình có cái nồng độ H cộng đây nè, nó sinh ra được nè, là như đây, đúng không? Chỉ ta có cái nồng độ H cộng nè, nồng độ H cộng nè. Sau phản ứng á, nó sẽ bằng hai loại ha, tức là cái nồng độ H cộng do H sinh ra sinh ra là 0,3, với cái này ra là x, đó. Tức là 0,03 cộng với x, là 0,03 cộng với 6,97, nhân 10 mũ trừ 3, m lớn. Rồi pH là bằng trừ log nồng độ H cộng. pH trừ log đó. Logarit cơ số 10 ha. Nồng độ H cộng đó bằng trừ log của 0,03 cộng, để gì luôn chứ đừng bấm ra, nhân 10 mũ trừ 3. Trừ log cơ số 10 nè. Đó, 0,03 cộng 6,97 nhân 10 mũ trừ 3. Đó, hiểu chưa? Nó sẽ là 1,43. X bằng 1,43 nha. Đúng chưa? Làm tròn luôn, 1,43. Rồi, đó, là chúng ta hoàn thành được cái câu này, đúng không? Cái đoạn này nó rất là nhỏ so với cái kia, cho nên mình chỉ lấy cái đó thôi, được chưa? Rồi, mấy bạn có thắc mắc ở chỗ nào không? Nhông ha.